Chào các bạn học sinh khối 5. Sắp đến ngày 22 tháng 12 là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một bức tranh chân dung về các cô chú bộ đội. Trước khi chúng ta làm một bức tranh đó thì các bạn sẽ cùng với cô tham quan về các cái cuộc sống của các chú bộ đội ở trong quân ngũ và những công việc của các chú phải làm ở trong quân đội như thế nào nha. Bài này cô Thủy sẽ chỉ cho các bạn những cái tỷ lệ cân đối của một cái khuôn mặt để các bạn có thể áp dụng vào nhiều cái cách vẽ về khuôn mặt khác nhau. Bước đầu tiên, mình sẽ phát cho cô một cái hình tròn. Khi phát cái hình tròn này thì các bạn cứ phát theo các mờ mờ thôi. Ví dụ như là mình một đường mình chưa được tròn lắm thì mình có thể là vẽ thêm nhiều những cái nét để cho nó tròn. Mình cứ ước lượng thôi, không cần phải tròn lắm đâu nha. Rồi sau đó thì mình sẽ chia nó ra làm bốn, chia ra làm bốn phần bằng nhau. Cái phần ở trên này thì mình sẽ ước lượng thôi, không cần phải chính xác lắm.
Nghĩa là các bạn sẽ chia ra làm 4 phần. Ha, mình sẽ ước lượng sao cho nó 4 phần nó bằng nhau. Ha, 4 phần. Rồi. Một cái phần tư ở trên đây mình sẽ sử dụng nó để làm cái phần gọi là chân tóc. Một, hai, ba phần này chúng ta sẽ từ đây xuống tới đây. Cái phần này sẽ là cái phần chân mày. Bây giờ mình sẽ lấy ba cái phần này, các bạn sẽ là dùng mấy cây bút chì của mình á. Đang vẽ mình có thể là đo, ước lượng đo xuống đây. Một phần. Giờ xuống đây mình sẽ ước lượng là chia ra làm 3 phần. Nhớ kẽm cái đường trục thẳng như vậy nha. Được chưa? Cái 3 phần tư ở đây cô lặp lại. 3 phần tư ở đây các bạn sẽ dùng cái bút chì của mình đo. Xuống đây thêm 1 phần, xuống đây 2 phần. Có nghĩa là chúng ta sẽ có tất cả là 1, 2, 3 phần trên cái khuôn mặt. Cái phần đầu này là chân mày. Cái phần này sẽ là chân mũi. Cái phần này sẽ là cằm. Bây giờ mình sang trên cái phần chân mày, giữa của cái chân mày và cái chân mũi sẽ là cái phần ngang của cái mắt. Thì cái phần ngang của cái mắt thì ở trên đây các bạn sẽ đo là lấy một phần ở trên đây, kéo xuống. Và chỗ này các bạn sẽ có được là cái phần chân mắt. Ở giữa của phần chân mũi và phần cằm, chúng ta sẽ chia đôi. Từ đây đến đây các bạn chia ra làm đôi. Cái điểm mà mình chia đôi ra như vậy đó chính là cái phần môi dưới. Chưa? Rồi giữa cái phần chân mũi và cái phần môi dưới này các bạn sẽ chia đôi ra cho cô một lần nữa. Chia đôi ra như vậy thì ở phần này chúng ta sẽ là cái phần nhân chung. Rồi cái phần dưới này sẽ là cái phần môi, cả môi trên và môi dưới. Thì lúc khi các bạn vẽ nhìn cái người mẫu thì mình sẽ xem coi là môi của họ là môi dày, môi mỏng hay như thế nào đó. Chúng ta sẽ tùy, lúc đó chúng ta sẽ nhìn vào cái người mẫu của chúng ta vẽ. Rồi bây giờ đi lên trên cái phần chân mắt. Các bạn sẽ chia ở đây một nửa, đây một nửa nè, cho nó đều nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ có là một phần. Rồi bắt đầu chia ra thêm ở bên này một phần nữa. Nghĩa là trên cái phần chân mắt này chúng ta sẽ có 1, 2, 3 phần nha. Ở bên này một phần nữa là 4 nè. Bên này một phần nữa là chúng ta sẽ có 5 phần, chia ra 5 phần. Rồi, cái phần ở bên này sẽ là mắt. Được chưa? Sẽ là mắt. Các bạn gióng xuống. Từ cái này là các bạn gióng xuống. Gióng một đường thẳng xuống. Sẽ là cái phần mũi.
cái bề dày của cái phần mũi. Rồi cái phần miệng á, cái phần miệng thì tùy có người sẽ miệng nhỏ hay là miệng rộng, các bạn sẽ tùy theo cái phần mắt này là các bạn gióng xuống ha. Thì bây giờ chúng ta cứ gióng ở giữa đi, giữa con mắt thì chúng ta gióng một cái phần ở giữa. Rồi và chúng ta có đó được cái khung của cái miệng. Cái mũi, cái mắt. Và cái phần này là phần cằm. Chống cái mũi xuống thì cái phần cằm luôn. Từ cái điểm này chống xuống. Chúng ta được phần cằm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phát sơ ra những cái thì sẽ xóa đi hết những cái phần này nha, cho nó gọn nha. Và cái phần tai á thì sẽ nằm thường thường là sẽ nằm bắt đầu từ cái phần chân mắt đi ra. Cái dài phần cuối cái đáy tai á thì nó sẽ nằm ở phần chân mũi. Sau khi phát ra phần chì xong rồi thì chúng ta sẽ vẽ thêm vô. Trong tuần này chúng ta sẽ làm một bức tranh chất liệu về chân dung của cô chú bộ đội. Thì trong tranh chất liệu các bạn sẽ sử dụng được rất là nhiều loại đa dạng khác nhau. Thí dụ như là các bạn có thể sử dụng nút áo nè, hộp gỗ nè, hoặc là những hộp kim sa hay là những cái vỏ trứng gì đó để chúng ta khảm lên trên cái bức tranh này. Sau khi chúng ta đã vẽ, phác thảo và định hình rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng những chất liệu đó để tạo màu cho cái bức tranh của mình. Thì ở trong cái bài ngày hôm nay, cô sẽ gợi ý cho các bạn làm tranh chất liệu là cô sẽ sử dụng là các loại giấy báo, rồi kết hợp với lại đất nặng. Cô thì sẽ kết hợp với lại đất nặng. Chúng ta sẽ có hồ, kéo. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Thank you.
Và bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong tranh chất liệu chân dung về chú bộ đội. Thì ngoài hai cái chất liệu mà có thể dùng là giấy báo và đất sét đất nặn này ra thì sẽ còn có rất là nhiều các loại chất liệu khác. Thì sau đây cô thì sẽ cho các bạn xem một vài những cái chất liệu rất là phong phú khi mà làm tranh chất liệu về chân dung nha. Các bạn cứ tha hồ chọn các loại chất liệu nào mà mình có sẵn và chọn những cái hình ảnh cô chú bộ đội nào mà mình thích nhất để tạo ra một cái tác phẩm chân dung chất liệu ha. Và sẽ gửi lại và gửi cho cô Thủy. Hẹn gặp lại các bạn.